Và từ khi Duy biết được bí mật đó, Duy đã áp dụng cho mình. Thì mỗi một ngày Duy khi mà đi bán bánh mì về thì Duy sẽ trích ra một phần tiền lợi nhuận và Duy trả cho Duy. Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ cho anh em một chiến lược có cái tên gọi là trả cho mình trước. Khi mà chúng ta có một nguồn tiền nào đó, tiền từ sức lao động, tiền từ kinh doanh, tiền từ bán hàng, tiền từ gì gì đó chảy về đến túi của chúng ta, thì chúng ta luôn trích ra một phần nhỏ để trả cho mình trước. Và trước kia Duy cũng không hiểu cái điều này, Duy chỉ đọc được trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú. Và cuốn sách thứ hai là cuốn sách Dám là giàu của Phạm Tuấn Sơn. Hai người thầy của mình đều nói về về trả cho mình trước. Và từ khi Duy biết được bí mật đó, Duy đã áp dụng cho mình. Thì mỗi một ngày Duy khi mà đi bán bánh mì về thì Duy sẽ trích ra một phần tiền lợi nhuận và Duy trả cho Duy trước. Khi trả cho Duy trước, sau đó số tiền còn lại Duy đi trả cho tiền thịt, tiền bánh mì, tiền rau, tiền nước sốt. Và ngày nào Duy cũng làm đều đặn như vậy. Thì cái bí mật ở đây là chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta sẽ trả cho mình trước. Trả cho mình trước. Khi mà mình trả cho mình trước ấy thì mình sẽ còn một số tiền còn lại nhất định, và chúng ta sẽ biết cách tiêu số tiền đó như thế nào để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta. Hãy trả cho mình trước. Bất cứ một nguồn tiền nào chảy về túi của mình thì cũng phải trả cho mình trước. Và nhiều bạn hỏi là khi mà đi không có tiền phải đi vay tiền thì có phải trả cho mình trước không? Khi bạn vay tiền thì đó cũng là tiền của bạn rồi, và đó là tiền về với túi bạn rồi, thì mình cũng nên trả cho mình trước một khoản nào đó rồi bắt đầu dùng cái số tiền còn lại để làm một việc gì đó. Và các bạn thấy cái tư duy và chiến lược trả cho mình trước hay, hoặc hay là bình luận ở phía dưới những cái video này, hoặc là hãy chia sẻ video này cho đến anh em, bạn bè, người thân biết. Phạm Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.